Phan Đại Nam kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, hôm nay là chiều ngày thứ Sáu, 28 tháng 7, 2017. Chúng tôi đang có mặt tại Coastline Community College. Đây là hội trường mà Ban đại diện các trung tâm về ngữ miền Nam Cali tổ chức khóa tu nghiệm sư phạm năm 2017. Và đứng kế với chúng tôi là thầy Trình Ngọc Dụng, là trưởng khối huấn luyện khóa tu nghiệp sư phạm kỳ này. Chào thầy, thầy có thể cho quý khán giả biết sơ qua về khóa tu nghiệp sư phạm năm 2017 thưa thầy. Dạ, cảm ơn sư Nam. Tôi là Trần Ngọc Dùng, trưởng khối huấn luyện. Cái chủ đề của khóa huấn luyện năm nay là tiếng Việt truyền thống đối với các cái thầy cô giáo trẻ. Cái chúng tôi là muốn truyền bá và phổ biến cũng giống như phát huy cái tiếng Việt thuần túy của mình, tiếng Việt truyền thống của mình. Tức là cha ông mình để lại và đã bao nhiêu năm chọn lọc, rồi tìm ra cái tinh túy, cái hay, cái đẹp của nó để mà mình phổ biến cho con cháu về sau. Đó, cái nội dung của như vậy. Thế thầy, với chủ đề đó thì chúng tôi thấy hình như là có một cái điều là sau 1975 thì tiếng Việt ở trong nước về sau này họ đã có những cái từ họ làm biến dạng đi tiếng Việt truyền thống rất nhiều. Phải chăng chính như vậy mà ở đây chúng ta phải tổ chức một cái lớp đặc biệt về tiếng Việt truyền thống? Dạ vâng. Cái mục đích của chúng tôi là không phải đánh đổ cái bên Việt Nam, nhưng mà có cái duy trì cái tiếng Việt truyền thống. Ý của tôi muốn nói là tiếng Việt hiện nay ở trong nước nó có những cái khuynh hướng làm cho nó xấu đi, nó tệ hơn và nó dở. Vì báo chí bên đó họ dùng cái tiếng lóng và tiếng ở ngoài trời để họ đưa vào dòng chính. Mặt thứ hai nữa là trong cái ý đồ mà gọi cái mưu đồ mà xâm lăng của người Tàu á, họ muốn phá cái văn hóa Việt Nam mình để họ thế vô bằng cái ngôn ngữ và truyền cái văn hóa của Tàu. Vì vậy cho nên cái khuynh hướng đó nó làm cho cái tiếng Việt của mình càng ngày càng dị dạng đi. Chúng tôi không đồng ý cái điều đó. Mặc dầu chúng ta bị 1.000 năm đô hộ của người Tàu, nhưng mà chúng ta không có bị ảnh hưởng cái đó. Thưa thầy, thầy mới nói chúng ta bị 1.000 năm đô hộ của giặc phương Bắc. Thưa thầy, trong những năm tháng vừa qua thì chúng tôi thấy là đặc biệt ở trong Việt Nam, chính quyền Việt Nam họ đã có những cái sơ khởi là họ đưa tiếng Hán vào ở trong những cái lớp từ tiểu học. Thưa thầy, thầy nghĩ gì về việc đó? Dạ đó, đó là một trong những cái bước đầu tiên để mà xâm lăng nó. Cái ngôn ngữ là nó chuyên chở cái văn hóa. Nếu chúng ta thay đổi được ngôn ngữ thì chúng ta thay đổi luôn cả cái văn hóa. Tôi phân biệt cái chữ nho của người Việt mình ngày xưa bị đô hộ của người Tàu, mình gọi là chữ nho. Ngày nay là chữ Tàu. Hai cái đó nó khác nhau. Ví dụ như chữ nho của mình nó có chữ phụ tá, dùng cho chữ assistant. Thì người Tàu bây giờ họ đổi nó thành chữ trợ lý. Thì nội hai cái chữ đó để chúng ta thấy rằng cái chữ trợ lý là cái chữ người ta gọi là modern Chinese, tức là cái tiếng Việt, tiếng Tàu tân thời. Đó, nó làm cho người mình quen nghe cái chữ trợ lý chứ mình không biết cái chữ phụ tá. Đó là cái âm mưu mà hán hóa của người Tàu hiện nay. Thầy nói như vậy chúng tôi mới nhớ ra nhiều khi dùng chữ trợ lý thì chúng ta quên đi cái chữ phụ tá đi. Ngay chính chúng tôi nhiều khi chúng tôi cũng quên đi cái chữ phụ tá. Và thưa thầy, trở lại với khóa tu nghiệp sư phạm kỳ này thì có bao nhiêu tất cả học viên từ các miền và trong nước Mỹ về đây tham dự thưa thầy? Thì giờ cái con số chính xác thì tôi không có thể nói được, bởi vì thưa ngày mai cũng vẫn có người sẽ tới họ thời gian ghi danh nữa, có nhiều người họ đến trễ. Cho đến giờ phút này chúng tôi có trên 170 và kể ngày mai nữa thì hy vọng chúng tôi xuất sắc được 200. Thì hàng năm chúng tôi cũng có khoảng con số đó để mà, và thầy cô phần lớn thì ở tại cái vùng quanh đây, nhưng mà rất nhiều thầy cô ở các tiểu bang khác và đồng thời ở bên Canada cũng có qua. Thỉnh thoảng có bên Nhật, năm nay thì tôi chưa biết có người vị nào bên Nhật qua không, bởi vì cho đến giờ phút này thì chưa thấy. Trong khóa huấn luyện và tu nghiệp sư phạm, chúng tôi cũng đã nói chuyện với những cô giáo đến từ Calgary, Canada. Dạ, trường Việt ngữ thì được thành lập khoảng gần 25 năm ở tại Calgary của tiểu bang Alberta, miền Tây của Canada. Thì trong vòng gần 20 năm
hay là ít nhất cũng là 15 năm, thì trường có cái tradition là mỗi năm mình đều liên lạc cái trung tâm bên đây để gửi các thầy cô giáo qua đây tu nghiệp. Thì cũng giống như thầy Vũ Hoàng cũng nói là tụi em qua gần như là mỗi năm, cũng có khi là vài ba năm thì mình không có qua một lần là tại có những cái chương trình đặc biệt ở Calgary. Ngoài ra đó thì là các cô giáo và các thầy giáo thì là thay phiên với nhau để mà đi. Tính thoảng tụi em cũng một vài năm cũng có là như là hiệu trưởng cũng đi theo, tức là các trung tâm trưởng hoặc là của bên ban chấp hành cũng tham dự cái khóa Việt ngữ ở đây ạ. Riêng cái trung tâm Việt ngữ của cô thì mỗi niên khóa thường có khoảng chừng bao nhiêu em học sinh? Dạ, tùy theo năm. Tụi em từng có giống như là 300 mấy chục em một năm, có khi là 300 em mà trung bình khoảng chừng 200 tới 250 em một năm. Dạ, ở bên Calgary. Thưa cô tới với trường dạy Việt ngữ đã được lâu chưa? Em dạy ở trường đã được 15 năm. 15 năm. Chỉ có một lớp, mẫu giáo một thôi, không có lên. Chỉ có một lớp à. Cơ duyên nào mà đưa đẩy cô tới cái chỗ mà đến với các em để truyền bá tiếng Việt thưa cô? Em có hai đứa con nhỏ, thì trong lúc dẫn hai đứa con nhỏ đi ra khám bệnh ở văn phòng của bác sĩ Độ, bác sĩ Kim. Yeah. Thì bác sĩ Kim có nói là em nên dẫn hai đứa nhỏ cho nó ra học tiếng Việt để nó giữ cái tiếng Việt của mình. Thì sau đó là em mới dẫn hai đứa nhỏ ra đi học xong rồi thời gian volunteer được 3 năm. Thì sau đó cô Kim mới nói là bây giờ trường thiếu giáo viên, thì mới nói em nên xin để đi dạy, thì sau đó em xin đi dạy. Dạ. Riêng cô giáo trẻ thì cơ duyên nào đã thúc đẩy cô tới với trường các trung tâm Việt ngữ? Em thấy là từ nhỏ tới lớn có mấy đứa có một chút difficulty khi mà học cái ngôn ngữ khác, tại vì học tiếng Việt là thường học cái immersion setting á, so con muốn dạy Vietnamese as a second language, đang dạy được mấy đứa mà từ nhỏ tới lớn ở nhà không nói tiếng Việt nhiều á, con giảng bằng tiếng Anh đặng tụi nhỏ hiểu hơn và participate nhiều hơn một chút. Riêng cô giáo thì dạy các em thì nói tiếng Việt và nói tiếng Anh nữa, nhưng mà cô giáo ở nhà, cô giáo có nói tiếng Việt với những người trong gia đình không? Dạ, ở nhà con nói tiếng Anh. Well, con nói chừng 75% tiếng Anh mà con chen vô 25% tiếng Việt. Dạ. Buổi lễ khai giảng được điều hợp bởi cô Thủy Vi và thầy Nguyễn Văn Khoa. Sau nghi thức chào cờ khai mạc và phần ban tổ chức dâng hương trước bàn thờ Tổ quốc với phần đọc văn chúc do thầy Ngô Thiên Đức phụ trách, là diễn văn chào mừng của thầy Vũ Hoàng, chủ tịch ban đại diện các trung tâm Việt ngữ miền Nam Cali, kiêm trưởng ban tổ chức. Kính thưa quý thầy cô, với chủ đề tiếng Việt truyền thống đối với thầy cô giáo trẻ của khóa huấn luyện và tu nghiệp sư phạm năm nay, chúng tôi muốn nói đến tầm quan trọng và trách nhiệm của thầy cô giáo trẻ trong tương lai. Các thầy cô được sinh ra sau năm 1975 hoặc trước đó mới có vài ba tuổi. Các thầy cô chưa hề biết được trong quá khứ của chúng ta, tiếng Việt thật là phong phú, thật là thanh tao. Và trong khóa học năm nay, các thầy cô sẽ học được những cái tiếng Việt người ta gọi là tiếng Việt rất là trong sáng. Và sau khi dẫn chứng ngôn ngữ qua giọng nói của ba miền Nam Trung Bắc, với bao tính cách nhẹ nhàng, thanh lịch và bình dị, và lối sống có văn hóa đạo đức của người Việt trước 1975, thầy Vũ Hoàng đã nói tiếp. Xã hội Việt Nam ngày nay hầu như mọi người đều nhiễm phải một thứ bệnh mà gọi là bệnh vô cảm. Một thứ bệnh làm cho con người trở nên nhút nhát, hèn nhát. Thấy một người bị nạn trên đường phố, có mấy ai chạy đến giúp đỡ. Một đám nữ sinh vây đánh một em khác cùng trường, thế mà từ nam sinh đến nữ sinh không ai vào can ngăn, lại còn reo hò cổ võ. Một bọn côn đồ vây đánh một người bởi vì người này dám chống lại bọn tàu cộng chiếm đảo chiếm biển của Việt Nam, thế mà hàng trăm người đứng không phản ứng. Khi không còn nghĩ đến người khác thì sẽ không còn nghĩ đến quốc gia.
Nếu Việt Nam sau này có bị mất về tay người Tàu thì cũng vì chứng bệnh vô cảm này. Gần đây, Formosa xả chất hóa học phế thải ra biển, làm cho biển bị ô nhiễm, đã làm cho hàng trăm nghìn đồng bào của 4 tỉnh miền Trung phải điêu đứng vì không có công an việc làm. Phải bỏ nhà, bỏ cửa đi ra nơi khác để tìm cách để sinh sống, thật là đau xót. Phải mất đi nhiều chục năm mới làm cho biển sạch lại như xưa. Còn tiếng Việt, văn hóa Việt bị ô nhiễm thì cả một thế hệ hoặc nhiều thế hệ, thậm chí là cả một dân tộc sẽ bị xóa nhòa trên bản đồ thế giới. Dân tộc Việt Nam đã từng bị giặc Tàu Đô Hộ cả nghìn năm, bị giặc Tây Đô Hộ cả trăm năm. Nhưng chúng ta không bị đồng hóa, không mất nguồn cội bởi vì cha ông chúng ta ngày xưa không mắc phải chiến bệnh vô cảm. Tổ tiên chúng ta biết đùm bọc lẫn nhau, biết giữ gìn tiếng nói truyền thống của ta, viết chữ viết của ta. Nhờ thế mà đã 6 lần ông cha ta đã anh dũng đánh bại đối phương để bảo vệ tổ quốc không rơi vào tay giặc. Chúng tôi mong rằng khóa học này các thầy cô, nhất là các thầy cô giáo trẻ, học hỏi được nhiều kiến thức để gìn giữ và phát huy tiếng Việt trong sáng đến với thế hệ trẻ, con em của người Việt hải ngoại.